Xin chào mừng toàn thể quý vị bạn quay trở lại với kênh Báo Hồng Audio. Clip này có một tin vui gửi tới toàn thể quý vị bạn, đó là một chiếc âm ly Mytop MA352 với giá cực kỳ nét và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có được mức giá này. Đó, em này thì có thể nói rằng hơn hoa khôi và dưới hoa hậu một chút, nhưng nó lại không ảnh hưởng gì tới chất âm hay là hình thức cả, bởi vì nó là một cái điểm rất là nhẹ nhẹ thôi. Đó, thế nhưng mà lại có mức giá siêu tốt. Em này thì giá mới đang là 205 triệu đồng bên em đang có sẵn. Đó, và giá hàng lướt ấy thì anh em vẫn đang bán khoảng 120 triệu đồng. Thưa quý vị bạn, 120 triệu đồng cho chiếc âm ly Mytop MA352. Và em này thì có mức giá sao, đọc luôn để mọi người hứng khởi. Em này thì có mức giá 108 triệu đồng. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ có nguyên nhân ngay sau đây. Nhưng cái nguyên nhân này với em ấy thì thực ra là để mà nó rẻ tới khoảng mười mấy triệu đồng ấy thì nó lại vô cùng là hợp lý luôn. Đó, em này làm sao? Em này thì anh khách vừa chơi khoảng giữa năm nay, bây giờ thì còn bảo hành khoảng hơn 1.5 năm nữa. Đó, cho nên là anh em chơi cũng hết sức là yên tâm. Thực ra là em này thì không có một điểm gì để trừ, nhưng mà có một cái nhẹ nhẹ là anh khách chơi trước ấy thì hơi kỹ tính quá. Thì chính vì vậy họ rất là giữ gìn, và trong khi đó thì lại sử dụng những cái cồn để lau vào cái phần chữ của âm ly này. Và âm ly Mytop thì in cái phần chữ lên cái mặt inox, cho nên là nếu như chúng ta dùng hóa chất ấy, thì nó rất dễ bị bay. Đó, thì em khuyên anh em là nếu như dùng những chiếc âm ly của Mytop thì chúng ta cứ vệ sinh bằng rẻ thường thôi, không nên quá cầu kỳ, nó sẽ gây ra hiện tượng là bị bong chữ. Và những chiếc âm ly cũ của Mytop thì đến khoảng 90% là dễ bị bong chữ. Đó, tất cả những dòng âm ly của Mytop nếu như phần chữ in lên phần inox thì đa phần là dễ bị bay. Đó, không phải riêng em này đâu, mà anh khách lại hơi kỹ tính, vệ sinh từng chút một và có chấm để vệ sinh thì có bay một cái phần chữ ở trên chỗ cái nút 10K này. Đó, và phần chữ V ở đây. Đó, còn lại thì máy như mới luôn, đầy đủ full box, còn bảo hành hơn 1.5 năm với mức giá siêu sốc 108 triệu đồng không bao giờ có. Và em này hôm trước em vừa bán thì nó cũng rơi vào tầm 120. Đó, một em xài lướt. Và em này thì mức giá siêu sốc rồi, cuối năm rồi thì em cũng muốn là xả đi, thanh lý đi, để anh em chơi có đồ chơi Tết với mức giá tốt. Đó, và anh khách cũng chấp nhận là đổi lấy một em mới và cắt thêm tiền, và để cái lỗi của anh ấy là bị đánh rơi mất chữ. Đó, thì anh ấy lại vẫn chơi và nâng cấp lên một em mới hơn. Đó, thì nói chung là cái đấy thì cũng tùy từng người, có những người quá cầu toàn thì có thể là coi nó đây là một cái điểm trừ, nhưng với những người mà thực sự là bớt được hơn chục triệu là không phải là số tiền nhỏ. Đó, cho nên là nó cũng rất hợp lý. Mà em mới thì bây giờ cũng 205 triệu, chiết khấu đi thì vẫn còn khoảng đâu đó khoảng 150 mấy. Đó, thì em này thì lại tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng nếu như so với hơn 30 triệu đồng so với chúng ta đập hộp. Đó, và tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng so với lại một em chỉ có đúng cái chữ 10K này và một chữ V. Đó, thì lại là vô cùng hợp lý, bảo hành còn 1.5 năm nữa cơ. Hơn 1.5 năm. Đó, cứ tính là 1.5 năm. Máy thì như mới, không một điểm gì trừ, chỉ duy nhất là bay một vài chữ. Đó, và bay chữ thì là bay tiền. Đấy, nói chung là nếu như chúng ta không quá quan trọng thì không vấn đề gì cả. Đó, nhưng mà nếu mà với những người quá cầu toàn, họ coi trọng cái cầu toàn của họ thì có thể họ lại thích đổi sang một con mới hơn. Đó, thế nhưng mà chúng ta tiết kiệm hơn chục triệu thì không có lý do gì để chúng ta không chơi cả. Ngay cả khi sau khi chúng ta nâng cấp chúng ta bán đi thì nó cũng vẫn giữ giá, bởi vì giá nó đã quá là tốt rồi. Đó, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em Bảo Hồng theo số điện thoại 0978 263 263. Đương nhiên là mức giá trên em có giảm thêm và bao ship cho anh em chơi trên toàn quốc, ship COD, anh em nhận hàng mới phải thanh toán tiền, đảm bảo với anh em là mức giá siêu hời luôn. Mytop MA352 giá lít là 205 triệu, và giá em này là chỉ còn 108 triệu đồng, duy nhất một em này và cơ hội hiếm có để cho chúng ta chơi và thử nghiệm. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263. Em sẽ xoay một chút để chúng ta cùng xem nhé. Mặt trước thì không điểm gì trừ, có bay cái chữ 10K, bay chữ V. Còn lại thì như mới tinh, không một điểm trừ gì cả. Máy thì còn bảo hành hãng, chính hãng Đông Thành,
bảo hành lên tới là 1.5 năm nữa, cho nên là anh em chơi cũng hết sức là yên tâm. Đó. Và chúng ta nếu như hay theo dõi thì cái phần chữ trên inox của Minetop, nếu như chúng ta vô tình sử dụng hóa chất hay gì đó lên, nó cũng rất dễ bay. Đó, em này thì duy nhất điểm đó thôi, còn bảo hành hơn 1 năm nữa. Đó. Hoàn toàn xứng đáng với số tiền nó bỏ ra, chúng ta tiết kiệm được quá nhiều tiền so với mua mới luôn. Đó, và tiết kiệm được hơn 10 triệu so với chúng ta mua hàng lướt mà đầy đủ chữ. Quá là hợp lý rồi, đúng không ạ? Đó. Nói chung là một chiếc máy quá đáng chơi luôn. Em sẽ test ngay sau đây để chúng ta cùng thưởng thức nhá. Đó, mức giá lít là 205, giá siêu lướt đó, bên em là chỉ còn 108 triệu đồng thôi. Quý vị bạn nào có nhu cầu thì rất mong được mọi người lưu ý, được mọi người ủng hộ em Bà Hồng. Xin cảm ơn quý vị bạn rất nhiều. Và đừng quên số điện thoại của em là 0978 263 263. Xin cảm ơn.